Chào mừng khán giả của Vietnam Innovator đã quay trở lại với season 2 của chương trình. Hôm nay Ruby rất là vinh hạnh có sự tham dự của một khách mời vô cùng đặc biệt đang ngồi ở đầu cầu Hà Nội trong một bối cảnh lockdown rất khó khăn trong thời gian hiện tại. Và xin giới thiệu với khán giả của chúng ta hãy cùng chào mừng Hà Phương Anh, là Chief Revenue Officer từ Open Commerce. Hello Phương Anh. Dạ, xin chào chị Ruby và xin chào mọi người. Cảm ơn chị Ruby và Vietcetera đã mời em đến tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thì em xin giới thiệu qua một chút, em là Hà Phương Anh, co-founder và CRO, Chief Revenue Officer của Open Commerce Group. Thì bên em là một hệ sinh thái các sản phẩm nhằm thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới trở nên vượt trội hơn, cụ thể là trong lĩnh vực dropshipping và print on demand. Thì không biết là chị Ruby có muốn em giới thiệu qua về cái mô hình dropshipping và print on demand không ạ? Tại vì nó cũng là một hình thức cũng khá là mới mẻ ở Việt Nam ạ. Chắc chắn rồi. Chị rất là tò mò về Open Commerce và hình thức cũng như mô hình kinh doanh của em. Chị đang định hỏi một câu hỏi như thế này. Đó là giả sử nếu em gặp Mark Cuban, một nhà đầu tư rất là có tiếng trên thế giới, trong một thang máy, đúng không? Và em chỉ có khoảng 30 giây thôi để giới thiệu cho ông ấy về cái mô hình kinh doanh của em và business của em làm sao thật là interesting, thật là thú vị, thì em sẽ giới thiệu cho Mark Cuban về Open Commerce như thế nào? Dạ vâng. Thì chắc là trước khi mà qua cái phần mà như chị có thể gọi là elevator pitch của bên em, thì em sẽ giới thiệu qua một chút về cái mô hình dropship và print on demand cho những người nghe, mọi người có thể hiểu qua về cái mô hình này một chút. Thì dropshipping là mô hình thương mại mà ở đó người bán không cần chữ hàng hóa có sẵn, khi có đơn hàng thì bên cung cấp hàng hóa sẽ chuyển thẳng hàng cho người mua mà không thông qua người bán. Với hình thức print on demand thì cũng tương tự, nhưng có cái điểm khác là thay vì các sản phẩm có sẵn như mô hình dropship, thì mô hình print on demand tập trung vào các thiết kế sáng tạo được in trên sản phẩm, ví dụ như là áo này, cốc, giày, chăn, từ đó thể hiện được cá tính của người mua hàng cũng như người bán một cách rõ nét hơn. Thì quay trở về câu hỏi của chị, vâng, Mark Cuban là một shark rất là nổi tiếng đúng không ạ? Thì với cái cách tiếp cận của em thì em sẽ không giới thiệu về sản phẩm chung chung, mà em sẽ đánh vào tình hình hiện tại cũng như là những cái giá trị mà Open Commerce có thể mang lại như thế này ạ. Xin chào, tôi là Phương Anh, CRO tại Open Commerce. Rất vui được tình cờ gặp ông ngày hôm nay. Thì với tình hình đại dịch Covid toàn cầu như thế này thì không biết là các hoạt động kinh doanh của ông có bị ảnh hưởng nhiều không? Tôi nghe nói rằng là tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ trong năm 2020 đã đạt tới đỉnh điểm là 14,8% do đại dịch. Chúng tôi có một giải pháp giúp thúc đẩy nền kinh tế, gia tăng cơ hội việc làm chủ động cho cộng đồng thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới. Tôi nghĩ rằng là nó sẽ rất hữu ích cho bài toán kinh tế nhiều nước đang gặp phải hiện nay, trong đấy Mỹ là nước tiềm năng áp dụng thành công nhất. Liệu chúng ta có thể trao đổi thêm vào thứ năm tuần này? Vâng, đấy là pitch của bên em ạ. Pitch rất thú vị, cảm ơn Phương Anh đã chia sẻ. Ruby thấy Phương Anh đã theo đuổi lĩnh vực dropshipping này từ cả gần 10 năm nay rồi, đúng không? Dạ, dạ. Và hành trình để tới Open Commerce ngày hôm nay cũng hành trình rất là dài rồi. Cả sự nghiệp của Phương Anh, có lẽ là cả sự nghiệp Phương Anh đã theo đuổi sự nghiệp lĩnh vực này. Thì điều gì khiến cho Phương Anh theo đuổi dropshipping, hoặc là nói một cách khác rộng hơn, đó là e-commerce trong suốt cả sự nghiệp của mình và gắn bó với nó cho tới ngày hôm nay? Em đến với ngành marketing cũng như là ngành công nghệ thương mại điện tử khá là tình cờ. Thì background của em thì không phải là dân marketing, em học ngoại giao và hoàn toàn là không liên quan đến marketing cả. Và khi mới ra trường thì chắc chắn là em phải làm trái ngành rồi, tại vì trường em thì mỗi năm chỉ được một vài bạn là vào bộ làm đúng ngành thôi. Còn mình thì cũng không yêu thích ngành đó và cũng không phải là xuất sắc để mà được nhận vào bộ. Nên lúc đó thì em cũng lựa chọn bừa một ngành là marketing thôi, chứ chưa biết là đầu cua tai nheo cái ngành này là nó làm cái gì, nó có cái gì. Khi đi làm, tuy nhiên là khi đi làm thì em lại không chịu được cái phong cách làm việc 9 to 5 nhàm chán và công việc không thử thách ở thời gian đấy. Người ta thì midlife crisis đúng không ạ? Còn em thì khủng hoảng ngay từ khi mới đi làm. Nên là em đã quyết định nghỉ việc đi trốn, và chỉ sau 3 tháng bằng cách đi exchange và đi du lịch châu Âu. Đến khi mà trở lại Việt Nam thì do em không muốn lặp lại cái vòng luẩn quẩn, nên là em muốn tìm những cái cơ hội mới, thử thách bản thân ở những nơi mà mình được tự do phát triển và sáng tạo, chứ không phải là một phần của một bộ máy đã ổn định rồi. Đấy là lý do vì sao mà em join team tiền thân của Open Commerce Group hiện tại là team làm sản phẩm siêu web, một website builder kéo thả dành cho thị trường Việt Nam. Thì lúc đấy thì em dùng thử sản phẩm là tạo web kéo thả, lại là của team Việt Nam hoàn toàn làm, thì em cảm thấy rất là hứng thú vì đấy là một công nghệ rất là mới mà Việt Nam chưa có team nào làm cả. Và trong hơn 10 năm đi đồng hành cùng với team thì bọn em cũng đã làm rất là nhiều sản phẩm, thành công có, fail thì càng nhiều hơn, nhưng mà có lẽ là khá là ít người biết đến những cái sản phẩm đã fail của bọn em.
thì bọn em cũng đã trải qua khá là nhiều những cái ups and downs. Thì cái mà em cảm thấy là thích nhất và giữ chân em được ở lĩnh vực này chính là mình luôn được phát triển này, được vận động, được chủ động tiếp xúc với những cái mới rất là hay ho và thú vị, cũng như là được tạo ra giá trị cho cộng đồng. Thì như chị có biết thì ngành công nghệ là một ngành phát triển rất là nhanh, cộng thêm cái lĩnh vực marketing thì nó cũng thay đổi cực kỳ nhanh luôn. Cả hai đều là những ngành đào thải rất là khốc liệt. Thì nó không chỉ yêu cầu mình lớn cùng với ngành mà nó lại còn yêu cầu mình là trẻ cùng với ngành nữa, để vừa có kinh nghiệm là adapt với thị trường hay thậm chí là tiên đoán được thị trường, nhưng mà lại vừa cần có một cái tâm hồn fresh để mà nhanh chóng bắt nhịp với các công nghệ mới, xu hướng mới. Rất là thú vị chị ạ. Chị rất là tâm đắc một câu nói của Jeff Bezos, là nhà sáng lập của Amazon, cũng ở trong cùng ngành với em đó. Thì ông ấy nói là thành công qua đêm thì thường cần 10 năm một hướng chướng ngại vật, cần 10 năm để mình thử thách. Thì em đang tới gần với mức 10 năm rồi, chắc là sắp có thành công qua đêm đến nơi rồi. Hy vọng chị ạ. Nhắc tới câu chuyện thành công qua đêm thì thực ra chị thấy có một lần mình nói chuyện với nhau trước đây thì Phương Anh có chia sẻ rằng đến ngày hôm nay thì cái revenue hàng năm của tụi em cũng đã đạt với mức khoảng 10 triệu đô annual run rate, đúng không? Thì chị sẽ rất là muốn đi sâu, chị tò mò, chị muốn tìm hiểu thêm xem hành trình mà tụi em đi tới đó như thế nào. Thì đầu tiên đó là tại sao dropshipping? Mô hình e-commerce nó rất là rộng lớn, đúng không? Có rất là nhiều cách làm khác nhau. Tại sao em chọn dropshipping? Và mô hình dropshipping của OpenCommerce tạo ra giá trị lớn nhất ở đâu cho khách hàng của mình? Dạ vâng. Để mà nói là tại sao lại lựa chọn cái mô hình dropshipping và print on demand thì lại quay trở về cái câu chuyện những sản phẩm cũ của bên em nữa. Thì sản phẩm đầu tiên của bọn em là Siêu Web, là một website builder dành cho thị trường Việt Nam. Thì sau hơn một năm ra mắt thì bọn em có rất là nhiều người dùng. Bọn em có tới tận khoảng 90.000 người dùng cơ. Nhưng mà em đánh giá là đây là một con số khá là ổn, nhưng mà không mấy người chịu trả tiền. Thì đau thương tràn trề, nhưng mà cũng bọn em cũng học được khá những cái bài học về thị trường, về sản phẩm, nên là bọn em quyết định là làm ra Bicketing, một cái giải pháp marketing tự động cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bán hàng online. Thì bọn em đã lấy cái bài học từ Siêu Web là sau khi mà khách hàng có một cái website đẹp rồi thì khách vẫn không thể bán được hàng. Vì vậy là Bicketing ra đời để mang lại cái giá trị thật cho khách hàng, là dùng Bicketing đi thì anh sẽ tăng sale, sẽ bán được càng nhiều hàng hơn và có thêm nhiều tiền mà lại hoàn toàn tự động. Thì cái sản phẩm Bicketing của bọn em được khách hàng đón nhận cũng rất là tốt, và bọn em cũng nhận được rất nhiều những phản hồi tích cực từ khách hàng, doanh thu cũng rất là ổn. Tuy nhiên thì sau một khoảng thời gian hoạt động thì bên em nhận thấy là mình luôn có một cái gap ở phía trên, là những cái platform mà mình làm việc cùng. Ví dụ như là Bicketing là một hệ thống các apps bổ trợ cho các cái platform như là Shopify này, BigCommerce này, WooCommerce này. Thì đây cũng là cái câu hỏi mà rất nhiều nhà đầu tư đã đặt ra cho bọn em khi mà tiếp cận với cái dự án Bicketing. Thì do đó là bên em đã quyết định là mình sẽ cần phải xây dựng một cái platform của riêng mình. Và sau khi mà nghiên cứu cộng với lại kinh nghiệm làm thương mại điện tử khá là nhiều năm, thì bên em nhận thấy là có một cái thị trường ngách rất là tiềm năng trong vài năm trở lại đây, đó là ngành dropshipping và print on demand. Thì từ kinh nghiệm của team này, từ tiềm năng của thị trường này, từ xu hướng của nền kinh tế, là các cá nhân ngày càng có cơ hội khởi nghiệp dễ dàng hơn, và sự chuyển dịch thương mại điện tử sang các sản phẩm mang tính cá nhân hóa nhiều hơn, thì bọn em đều thấy là rất là phù hợp, nên là bọn em mới quyết định tạo ra Shopbase là cái sản phẩm đầu tiên trong hệ sinh thái mở các sản phẩm thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới của bọn em. Thì còn để nói mà về cái câu hỏi thứ hai của chị là cái về giá trị mà bên em mang lại á, thì đây là cũng là một cái điểm rất em rất là hào hứng khi mà em đi trên cái con đường này. Đầu tiên là có một điểm rất hay của mô hình này, đó chính là thị trường không bị giới hạn bởi những cái người bán đã có sẵn, mà bên em có thể tự đào tạo ra người bán, tự đào tạo ra cái tập khách hàng của riêng mình, góp phần xây dựng nên những doanh nghiệp mới này, tạo thêm công ăn việc làm cho xã hội này. Đây chính là một điểm mà em rất là thích, và trong quá trình làm việc với khách hàng bên em thì em cũng được truyền cảm hứng rất là nhiều. Ví dụ như là khi mà biết tới ngành này thì nhiều khách bên em từ một cá nhân làm những cái ngành nghề không liên quan như là lập trình viên này hay là thiết kế này, đến bây giờ thì họ đã là chủ doanh nghiệp, tạo ra công ăn việc làm cho hàng chục người. Và từ năm 90 thì số lượng dân số thế giới sống ở mức cực nghèo đã giảm từ 1,9 tỷ người xuống 650 triệu người nhờ Global Trade, tức là nhờ cái thương mại điện tử xuyên biên giới ạ. Trong đấy thì Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia đã đạt được thành tựu lớn nhất. Thì thương mại điện tử toàn cầu thực sự là có khả năng giúp đỡ hàng trăm hàng triệu người trên thế giới có cuộc sống tốt hơn, nên là bọn em rất muốn thúc đẩy điều đấy, và đây là cái điểm quan trọng nhất mà bọn em theo đuổi. Và cái thứ hai là bằng việc kết nối các cái chuỗi cung ứng hàng hóa thì bên em cũng có cơ hội thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm của Việt Nam, giúp phát triển nền kinh tế của Việt Nam thay vì là chỉ phát triển nguồn cung ở các nước khác ạ.
Cảm ơn Phương Anh đã chia sẻ. Thế thì dropshipping của Open Commerce có gì khác biệt với các mô hình dropshipping khác? Ví dụ như là so sánh với Shopify chẳng hạn. Dạ vâng, thì về cái điểm khác biệt với Shopify thì bên em hướng đến là việc xây dựng một cái hệ sinh thái mở. Trong đấy thì khách hàng có thể tự do lựa chọn nhà cung cấp, nhưng đồng thời là bên em cũng sẽ cung cấp đầy đủ từ A đến Z cho khách hàng. Ví dụ là để bắt đầu một cái website dropshipping trên Shopify thì khách hàng sẽ cần phải là đăng ký sử dụng website của Shopify này, sau đó tự đăng ký cổng thanh toán, tự tìm đơn vị cung cấp, vận chuyển hàng hóa, tự fulfill đơn hàng, tự chăm sóc khách hàng. Và từng cái khâu trong cái chuỗi hoạt động này thì đều rất là tốn thời gian và công sức để bắt đầu cũng như là duy trì. Với hệ sinh thái mở của Open Commerce thì khác. Bên em sẽ cung cấp cho khách hàng đầy đủ từ là website đã được tối ưu sẵn cho ngành dropship và hoặc là print on demand này, cổng thanh toán này, nguồn cung hàng hóa, dịch vụ fulfill và ship hàng, dịch vụ chăm sóc người mua. Thì với khách hàng đến bên em thì chỉ cần quan tâm đến việc bán hàng thôi, làm thế nào để có đơn hàng, còn lại thì là bên em đã lo tất. Thậm chí là việc làm thế nào để bán được hàng thì bên em cũng đang xây dựng những cái khóa học để giúp đỡ khách hàng luôn. Tuy nhiên là nếu như khách hàng có nhu cầu thì bên em thì họ vẫn có thể tự do lựa chọn nhà cung cấp của riêng mình, chứ không phải là bắt buộc dùng tất cả những cái dịch vụ của bên em. Đấy chính là cái mục tiêu và cái điểm khác biệt mà bên em hướng đến, đó chính là lo cho khách hàng đầy đủ từ A đến Z, làm thật tốt để mà khách có thể là chủ động lựa chọn tất cả các dịch vụ từ mình, nhưng mà mặc dù là họ có nhiều cái sự lựa chọn khác. Thì đấy là điểm khác biệt với Shopify ạ. Còn tuy nhiên là cái điểm khác biệt lớn nhất lại nằm ở cái giá trị mà Open Commerce có thể mang lại, như em vừa mới có chia sẻ ở phía trên đó. Đó chính là thúc đẩy thương mại điện tử toàn cầu, giúp hàng triệu người có cuộc sống tốt đẹp hơn và tạo ra những giá trị, doanh nghiệp giá trị ạ. Có vẻ những tham vọng của Open Commerce rất là lớn, đặc biệt là trong cái tầm nhìn của tụi em, đó là lo cho tất cả cho khách hàng của mình từ A tới Z, đúng không? Đó là một cái tham vọng rất là lớn. Thì nó chắc là sẽ đi kèm với một số những thử thách và rủi ro nhất định. Thế thì Phương Anh có thể chia sẻ thêm những thử thách và những rủi ro mà tụi em gặp phải trong mô hình kinh doanh của mình là gì được không? Vâng, cái thử thách lớn nhất của cái mô hình kinh doanh này nằm ở chuỗi cung ứng và vận chuyển chị ạ. Vì là hàng hóa thì được sản xuất ở nhiều nước và vận chuyển xuyên biên giới, nên là sẽ có những cái rủi ro liên quan đến nguồn cung hàng hóa và thời gian vận chuyển lâu. Thì để giải quyết được cái điều này thì là bên em sẽ cần phải xây dựng được cái mạng lưới nguồn cung đủ nhiều cũng như là đủ đa dạng và đặt tại nhiều nước để mà có thể giảm thiểu rủi ro ạ. Và hành trình scale của Open Commerce thì tới ngày hôm nay, như ban đầu chúng ta có nhắc nhẹ tới, đó là mình đã đạt được tới một mức doanh số là 10 triệu đô hàng năm. Không biết con số này còn chính xác không? Đây là lần cuối cùng chị nói với em khoảng mấy tháng trước, chị em mình nói chuyện với nhau. Thế thì đâu là những milestone lớn nhất của Open Commerce để mà có thể scale lên từ số 0 cho tới 10 triệu đô? Dạ vâng, thì để đạt được ARR là Annual Recurring Run Rate là 10 triệu đô như bây giờ thì em nghĩ nó là một cái hành trình connecting the dots, tức là kết quả của kết nối những cái kinh nghiệm, những cái milestone trong quá khứ mà thì bên em mới có thể grow tạm gọi được là nhanh như trong vòng 2 năm qua. Thì đầu tiên là mốc 90.000 người dùng trong vòng 1,5 năm cho cái sản phẩm đầu tiên của bên em mà em có nhắc đến lúc đầu, đó là sản phẩm sioweb.vn. Thì đây là một cái website builder cho thị trường Việt Nam ra mắt vào năm 2012. Mặc dù là đây là một cái sản phẩm chưa được thành công của bên em, nhưng bọn em cũng đã học được rất là nhiều những bài học từ cái sản phẩm này. Cho chị cắt Phương Anh ở đây một chút xíu. Ban nãy Phương Anh cũng chia sẻ về câu chuyện này, và em nói em có 90.000 khách hàng nhưng mà không ai chịu trả tiền. Đúng không chị nghe đấy, chị muốn hỏi lý do tại sao mà không ai chịu trả tiền? Vâng, thì về cái sản phẩm siêu web của bạn em, nó là một cái website builder là giúp khách hàng bán local ở Việt Nam tạo ra một cái website. Tuy nhiên khi mà cái thời điểm mà bọn em làm ấy thì cái hình thức bán hàng trên website nó chưa được phổ biến. Bọn em làm hồi đấy là năm 2012-2013, là hình thức thương mại điện tử Việt Nam nó vẫn đang còn khá là mới mẻ. Thì thói quen của người mua, họ không có thói quen lên hẳn một cái website của một người bán hàng để mà mua hàng hóa. Và thường thì họ sẽ mua qua ví dụ như là các cái sàn thương mại điện tử hồi đấy, bây giờ ví dụ như là Én Bạc này, hay là hồi có Facebook hoặc Instagram thì họ sẽ mua ở trên social, nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Và khi mà có một cái website như vậy thì những người bán ở Việt Nam họ cũng không có kinh nghiệm về sale và marketing, nên là họ không promote được cái sản phẩm của mình. Họ không promote được cái website của mình để khách hàng có thể là lên đấy mua hàng. Đồng thời cái thứ ba nữa là hệ thống thanh toán điện tử hồi đấy ở Việt Nam nó cũng chưa phổ biến, những cái thanh toán như kiểu credit card này hay là những cái ví điện tử nó cũng chưa nổ rộ. Nên là khi mà khách hàng thanh toán mua hàng qua website thì nó gặp khá là nhiều khó khăn. Thì bên em đánh giá là cái sản phẩm hồi đấy của em là nó chưa phù hợp với cái thị trường lúc bấy giờ. Thì sao, sớm quá hay sao?
Vâng, hiện cái sản phẩm đấy sớm và hiện tại em đánh giá là ở thị trường Việt Nam thì nó cũng vẫn đang sớm. Việt Nam với thị trường Việt Nam ấy thì hiện tại người mua vẫn đang quen mua trên marketplace, ví dụ như là Tiki, Shopee này, hay là mua trên Facebook, mua trên Instagram, mua trên nền tảng social. Thì thứ nhất là nó đơn giản hơn, thuận tiện cho người mua, và cái thứ hai là nó có kênh traffic cho người bán, thì người bán sẽ không cần phải là đổ quá nhiều tiền vào quảng cáo để mà có thể kéo được traffic về cái một cái website của mình, mà họ có thể là kéo thẳng về cái fanpage thì nó sẽ dễ dàng để cho khách hàng mua hàng hơn. Cảm ơn em đã chia sẻ. Thế thì quay trở lại với câu chuyện hành trình scaling của tụi em từ số 0 lên 10 triệu đô đúng không? Sau cái thất bại đầu tiên đó thì chúng ta sang cái hành trình tiếp theo. Em có thể chia sẻ thêm được không? Dạ vâng. Thì tiếp đến là một trong những cái cột mốc đáng nhớ nhất là năm 2018. Thì sản phẩm Bicketing của công ty là cán mốc gần 1 triệu khách hàng doanh nghiệp trên toàn cầu sau 4 năm ra mắt. Thì đây là một cái cột mốc rất là đáng nhớ với bọn em sau khoảng 4 đến 5 năm phát triển cái sản phẩm Bicketing. Và cái cột mốc tiếp theo thì chắc là đáng nhớ nhất đối với cá nhân em, đó chính là vào cuối năm 2020, chỉ nửa năm sau khi mà cái sản phẩm Shopee ra mắt, thì doanh thu hàng tháng của Shopee lúc đấy đã bằng doanh thu sản phẩm của Bicketing trước đấy rồi. Vì sao nó đáng nhớ và đáng tự hào là vì để đạt được cái tốc độ phát triển nhanh như vậy là thành quả của rất nhiều những cái bài học, những cái thử sai, những cái kinh nghiệm trong việc xây dựng sản phẩm này, phát triển thị trường hay là các hoạt động nhân sự từ những năm trước đấy. Vâng, và đến nay khi đạt được cái con số làm hơn 10 triệu AR rồi thì bên em cũng đang hướng tới cột mốc mà bọn em hay gọi vui là to the moon, là 100 triệu AR. Ok, là trở thành kỳ lân đúng không? Lần trước khi mà chị em mình trao đổi, Phương Anh cũng có nhắc chia sẻ với chị về việc là tụi em đã đánh vào thị trường Trung Quốc và cũng đã có một cái doanh số khá là lớn với thị trường Trung Quốc. Thì chị thấy đây là câu chuyện rất là thú vị và chị muốn khai thác thêm. Thị trường Trung Quốc là thị trường e-commerce rất là lớn. Tuy nhiên là chị hiểu rằng hầu như mọi người hay nghĩ tới thị trường Trung Quốc là thị trường mà không thân thiện với những doanh nghiệp đến từ nước ngoài, với những chính sách bảo vệ cho doanh nghiệp Trung Quốc rất là chặt chẽ. Thậm chí nghe như là Google hay Facebook cũng bị block tại Trung Quốc đúng không? Thế thì tại sao Phương Anh và team của các bạn lại chọn thị trường Trung Quốc là một cái thị trường lớn thứ hai sau Việt Nam để mình đánh vào? Dạ vâng, thì ở Open Commerce bọn em có một văn hóa mà em đánh giá cũng khá là hay, đó chính là bọn em không ngại thử, không sợ khó. Thì bọn em chọn thị trường Trung Quốc vì thứ nhất, đây là một thị trường đứng đầu của chuỗi cung ứng, là cái hub của hàng dropship gần như là lớn nhất thế giới. Thứ hai là tiềm năng cross-border commerce của thị trường Trung Quốc dành cho các merchants cũng rất là lớn, khi mà thương mại điện tử trong nội bộ Trung Quốc thì đang dần trở nên bão hòa và rất là khó cạnh tranh. Thì do đó là với tinh thần là không ngại thử thì bọn em đã đưa ra cái lộ trình để mà có thể là test thị trường. Và may mắn là sau khoảng hơn 6 tháng thì thị trường Trung Quốc đã có những tín hiệu rất là tốt và bây giờ là thị trường đứng thứ hai của công ty luôn ạ. Chương trình ngày hôm nay được tài trợ bởi Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, với mục tiêu tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ và mô hình kinh doanh mới. Xin cảm ơn Bộ Khoa học và Công nghệ. Thì có một khán giả trên LinkedIn đó là Bách Phạm, bạn ấy là Data Scientist, đang sinh sống ở bên Canada, có hỏi Phương Anh một câu hỏi như sau, đó là vì sao Open Commerce muốn tham gia vào thị trường cạnh tranh khốc liệt như Trung Quốc khi mà sân nhà Việt Nam vẫn còn rất nhiều tiềm năng? Em nghĩ sao về điều này? Dạ vâng, vì sao thì bọn em muốn chuyển sang thị trường Trung Quốc? Tại vì sân nhà Việt Nam là một thị trường tiềm năng, đúng. Thế nhưng mà bọn em đã đi được cái lộ trình mà bọn em mong muốn, là bọn em đã đặt ra cái lộ trình là bọn em sẽ acquire được thị trường Việt Nam ở cái mức như thế nào. Thì bọn em đã đạt được cái lộ trình mà bọn em mong muốn đấy rồi. Và bây giờ thì bọn em đang ở bước là tự tạo ra thị trường cho mình ở thị trường Việt Nam luôn, chứ không phải là acquire thị trường sẵn có nữa. Thế nên là để mà đạt được cái con số là từ 10 triệu lên 100 triệu thì bọn em sẽ cần phải làm những cái bước nó lớn hơn, chứ bọn em sẽ không chỉ dừng ở một thị trường Việt Nam được. Đấy là lý do vì sao bọn em expand ra các thị trường khác. Thì Trung Quốc cũng là một trong những cái thị trường mà bọn em expand thôi. Và may mắn là nó đã được thành quả khá là sớm. Còn bọn em cũng vẫn đang tiếp tục là explore thêm cả những thị trường khác nữa chị ạ. Ok, cảm ơn Phương Anh. Thế khi mà em sang thị trường Trung Quốc thì chắc chắn sẽ gặp một số những thử thách nhất định. Dạ vâng, đúng rồi.
những thử thách mà em gặp ở trong thị trường này là gì và các bạn đã làm như thế nào để vượt qua những thử thách đó? Dạ vâng, thì với thị trường Trung Quốc thì hiện tại thì em thấy có hai cái rào cản lớn nhất đối với bên em. Rào cản lớn nhất thì chắc là rào cản về khoảng cách địa lý. Thì là mặc dù là hiện tại là hầu hết các công việc đều có thể làm online được, nhưng mà đặc thù về văn hóa của thị trường Trung Quốc thì cũng khá là giống thị trường Việt Nam, đó là cần có những cái kết nối về mặt con người thì mới có thể là tin tưởng và hợp tác chặt chẽ với nhau được. Cái thứ hai, rào cản thứ hai là về mặt ngôn ngữ. Vì đúng là thị trường Trung Quốc như chị nói là rất là không thân thiện với môi trường quốc tế. Em cũng đã từng tới Trung Quốc thì 100% các bảng biểu rồi thông tin ở Trung Quốc là đều bằng tiếng Trung hết. Em còn nhớ là có một hôm em thèm trà sữa quá nên là em mới đi mua. Thì sau khi vận dụng tất cả những cái body language này rồi cả Google Translate thì em nhận lại được là một cốc sữa trân châu. Thì nếu là không biết tiếng Trung thì đúng là rất là khó để mà hội nhập với thị trường Trung Quốc. Thì để giải quyết hai cái bài toán này thì bên em là đã làm hai bước. Cái thứ nhất là bên em tuyển dụng trước những cái bạn người Việt Nam đã từng sống này, từng học tập, từng làm việc ở Trung Quốc. Thì các bạn ấy là thứ nhất là các bạn đã thành thạo về tiếng này, cũng như về cách làm việc và kênh làm việc với những người Trung Quốc rồi. Và cái thứ hai là các bạn ấy vì là các bạn là người Việt Nam nên là các bạn làm việc rất là suôn sẻ với team phát triển sản phẩm ở Việt Nam. Thì bằng việc tuyển team đánh thị trường Trung Quốc nhưng mà base ở Việt Nam này thì bên em phát triển các cái kênh về online trước. Và sau khi mà đã form được một cái team ở Việt Nam hoạt động đã khá là ổn rồi thì và sản phẩm cũng có một lượng khách hàng nhất định và cần mở rộng cũng như là kết nối các khách hàng chặt chẽ hơn thì bên em bắt đầu là tuyển người Trung Quốc ở Trung Quốc để mà có thể bắt đầu làm các hoạt động cộng đồng offline. Thì cứ từng bước như vậy thì bọn em đã scale cả mạng online và offline ở thị trường Trung Quốc ạ. Thế tham vọng của Open Commerce với thị trường Trung Quốc trong những năm tiếp theo là gì? Và sau Trung Quốc sẽ là ở đâu? Tụi em sẽ đánh vào đâu? Dạ vâng, thì tham vọng của bên em là trở thành hệ sinh thái số 1 toàn cầu về dropshipping và print on demand. Và thị trường Trung Quốc thì cũng không phải là ngoại lệ ạ. Cảm ơn Phương Anh chia sẻ câu chuyện của Open Commerce. Từ những ngày đầu gặp những thử thách ban đầu 90.000 khách hàng nhưng không ai mua cho tới một thời điểm đạt được mức doanh số rất là ấn tượng đối với một startup về dropshipping và có xuất thân ở Việt Nam. Bước tiếp theo là chị khá là tò mò về hành trình khởi nghiệp của Phương Anh. Bây giờ chúng ta không nói nhiều về công việc nữa mà nói một xíu về hành trình khởi nghiệp của Phương Anh, bởi vì đằng sau thành công của một doanh nghiệp khởi nghiệp nào thì nó cũng sẽ là câu chuyện của những người founder. Thì ngoài Phương Anh ra, đội ngũ founder của Open Commerce thì còn những ai nữa? Và đâu là những khó khăn của em ở trong vai trò của founder trong giai đoạn sớm lúc mà khi mà em mới bắt đầu và ở giai đoạn này? Dạ vâng, thì bên em thì có hai co-founder, em và một bạn nữa. Thì là bạn Quân, thì Quân làm về business và sản phẩm, còn em thì làm về mảng doanh thu. Về cái khó khăn của em thì khó khăn của em trong cái giai đoạn mới bắt đầu thì chắc là cũng giống như tất cả những cái bạn startup khác, đó chính là mình có cái ưu điểm là trẻ và nhiệt huyết, nhưng mình lại cũng có cái khuyết điểm là mình trẻ quá, mình ít kinh nghiệm nên là mình đã phải thử sai rất là nhiều. Nó tốn cả thời gian, công sức, tiền bạc cho cái sự học của mình. Còn cái khó khăn ở thời điểm hiện tại thì chính là làm thế nào để mình không trở thành cái nút thắt cổ chai của công ty. Tức là làm thế nào để em này, đội ngũ founders hay là đội ngũ managers của công ty phát triển nhanh được bằng hoặc là hơn tốc độ phát triển của công ty ạ. Đấy thì liên quan đến câu hỏi tiếp theo của chị. Đó là thường khi mà một doanh nghiệp phát triển rất là nhanh đúng không? Những người founder sẽ gặp một cái thử thách, đó là công ty phát triển nhanh quá và cái tốc độ phát triển của mình as a leader, tức là một người lãnh đạo, đôi khi không nhanh được bằng với tốc độ của công ty. Thì làm thế nào để mình luôn bắt kịp được với chính cái sự phát triển của công ty của mình? Em và đội ngũ lãnh đạo, đội ngũ manager trong công ty đã làm gì để mà có thể bắt nhịp được kịp hoặc thậm chí là phát triển nhanh hơn so với công ty của mình? Dạ vâng, thì đây là một câu hỏi rất là hay và là một cái bài toán mà em cũng đang phải giải. Thứ nhất là may mắn là bản thân em là một người rất thích học và em thấy việc học những kỳ thư mới nó rất là thú vị, nên là trước tiên là để phát triển nhanh thì em phải là người chăm chỉ đầu tư và phát triển bản thân cái đã, thì mình phải là người tự học nhanh trước đã. Và cái điều may mắn thứ hai là khi tham gia vào các cái cộng đồng startup thì em có cơ hội được tiếp xúc với rất nhiều những người giỏi, những anh chị thành công đi trước, những người đã trải qua những cái bài toán mà mình đã trải qua rồi. Do đó là khi mà em gặp khó khăn ấy thì em có thể chủ động là nhờ các anh chị cho lời khuyên này, và thường thì các anh chị đều rất là cởi mở và chia sẻ để giúp đỡ. Và chính bản thân em nếu như có cơ hội thì em cũng rất hay chia sẻ cho cộng đồng startup những cái gì mà em biết hoặc là những gì em đã trải qua, đã có kinh nghiệm.
thì điều đấy thì tạo nên một cái cộng đồng rất là healthy và mình học hỏi được rất là nhiều. Hoặc là ví dụ như là những cái buổi nói chuyện, ví dụ như em nói chuyện với chị ngày hôm nay chẳng hạn, thì em cũng sẽ được mở mang về những cái điều mới, hoặc là em học hỏi được rất là nhiều từ Vietcetera. Và sau khi mà học hỏi rồi này, thì làm thế nào để mà có thể hệ thống hóa được những cái điều đấy lại, vừa là cho bản thân này, vừa là để trao đổi lại cùng với các cái bạn managers trong công ty để mà cả công ty cùng phát triển. Thì bên em có rất là nhiều những cái buổi open talk do chính các bạn manager hay thậm chí là các bạn member thôi chia sẻ, và chính em cũng học được rất nhiều từ những cái buổi talk đó của các bạn. Thì em nghĩ là công ty là sẽ chỉ ngừng phát triển khi mỗi cá nhân trong đấy ngừng phát triển, nên là con người vẫn là cái yếu tố cốt lõi nhất mà mình cần đầu tư ạ. Chị cũng giống Phương Anh ở chỗ là chị rất thích học, và một trong những lý do tại sao mà chị luôn gắn bó sự nghiệp của mình với startup là bởi vì là startup là nơi mình có thể học được rất là nhanh, và nó cũng cho mình điều kiện để mình có thể sai và học. Thế thì Phương Anh vừa nhắc tới là con người là cái yếu tố quan trọng nhất trong doanh nghiệp của em. Làm thế nào để em có thể tuyển dụng được những người phù hợp và những người giỏi để có thể phát triển công ty một cách hiệu quả? Vâng, thì đối với em thì trong doanh nghiệp thì con người là quan trọng nhất. Thế nên là cái việc đầu tư vào con người cũng là một cái việc mà team em đã làm trong suốt cả bao nhiêu năm qua. Thì về khi mà tuyển dụng nhân sự ấy, trước đây thì em cũng đã có một cái cách approach nó không đúng khi mà em tuyển dụng nhân sự. Đó chính là khi mà em tuyển dụng thì em chưa đưa ra những cái tiêu chí mà em khi bắt đầu tuyển dụng để mà em có thể đánh giá ứng viên, mà em thường là đánh giá dựa trên một trong số những cái câu hỏi có sẵn của bản thân thôi. Thì có lẽ đây là một cái cách approach mà chưa phù hợp. Để em lấy một cái ví dụ, đó là em chưa đưa ra cái tiêu chí về cultural fit khi mà phỏng vấn, nên là em đã tuyển dụng những cái người mà không phù hợp với cái tinh thần và văn hóa ở công ty. Thì một ví dụ nhỏ là trong những cái văn hóa của công ty thì văn hóa quan trọng nhất của bên em đó là văn hóa minh bạch. Thì khi mình tuyển nhầm người không minh bạch vào công ty thì nó cũng sẽ giống như là một cái giọt màu nhỏ và một cái cốc nước trong, thì cái giọt màu ấy sẽ loang rất nhanh nếu như mà mình không phát hiện ra, và cũng sẽ mất rất là nhiều thời gian để xử lý cái hậu quả sau đấy. Thì hoặc là một cái văn hóa khác của công ty là văn hóa làm việc máu lửa, nhiệt huyết và đam mê chẳng hạn. Thì nếu như mà mình tuyển một người không máu lửa thì rất dễ là cái giọt nước ấy cũng lại sẽ kéo cả team xuống nếu như mình tuyển không đúng người. Thì trước đây thì khi mà em phỏng vấn thì em cũng có hỏi về những cái yếu tố của ứng viên như vậy, thế nhưng mà em chưa đào sâu, và có những điều mà ứng viên có thể show ra cho mình trong buổi phỏng vấn nhưng mà thực tế thì chưa chắc họ đã là người như vậy. Do đó thì em và HR, lúc đấy em và HR team đã có phải thay đổi cái cách tiếp cận và ngồi ra làm lại 3 bước. Thứ nhất là từ cái core values và văn hóa ở công ty thì vẽ ra những cái traits là những cái yếu tố mà một cái ứng viên cần phải đạt được để mà phù hợp với văn hóa của team, văn hóa của công ty. Cái thứ hai nữa là bọn em đã đưa ra bộ câu hỏi và các tiêu chí đánh giá những cái yếu tố đó, gọi là phỏng vấn culture fit. Thì và cần đào sâu chứ không chỉ là đi nông để mà mình có thể bộc lộ được cái tính cách của ứng viên một cách rõ nét nhất. Và mình sẽ có cái thứ ba là mình sẽ có cái quy trình để mà mình có thể double check bằng cách là phỏng vấn nhiều vòng, đặc biệt là với các vị trí tuyển dụng quan trọng. Thì đấy là một ví dụ đối với về phần culture fit. Và tiếp theo là về với những cái phần năng lực ứng viên, là về phần job fit, là phù hợp với cái job mà mình tuyển dụng. Thì bên em cũng làm tương tự để đưa ra những cái bộ câu hỏi này, cũng như là những cái bộ đánh giá và có những cái vòng phỏng vấn mà double check để mà mình có thể tuyển dụng được đúng người nhất cho từng vị trí. Thì đấy là cái cách mà hiện tại là bên em đang tuyển dụng ạ. Nghe Phương Anh chia sẻ đấy, chị nhớ tới một câu chuyện mà chị nghe được từ founder của Airbnb. Khi mà bạn ấy tuyển dụng những nhân sự đầu tiên thì có một câu hỏi mà bạn ấy luôn luôn hỏi là nếu như giả sử mà bạn nhận được một thông báo là bạn chỉ còn một năm nữa để sống thôi, thì liệu bạn có quyết định vào làm việc cho Airbnb hay không? Thì câu hỏi đó chỉ mang tính chất giả thuyết, nhưng mà khi mà nghe câu trả lời của ứng viên thì bạn ấy sẽ thấy là người này có sự fit được với culture và thực sự muốn cam kết với công việc tại công ty Airbnb hay không. Thì có thể ở trong công ty của em nó sẽ translate, nó sẽ chuyển thành cái từ mà máu lửa. Có phải máu lửa là một từ em vừa sử dụng không ta? Đúng rồi, máu lửa. Đúng rồi, thì cái văn hóa máu lửa đấy thì đó. Nếu mà mình nghĩ là mình còn một năm nữa để sống mà mình vẫn quyết định cho một công ty nào đó thì chị nghĩ là cái sự máu lửa nó rất là lớn. Dạ vâng. Yeah. Một câu hỏi rất là hay, em sẽ add vào list câu hỏi. Từ từ, nhưng mà về sau thì bạn ấy chuyển thành, thay vì là một năm thì bạn chuyển thành 10 năm rồi. Khi mà công ty một năm mà cho ở giai đoạn sớm, sau đó khi mà công ty trưởng thành hơn thì bạn ấy chuyển câu hỏi thành 10 năm. Thì để cho họ có một cái tầm nhìn dài hơn về sự nghiệp. Yeah. Một câu hỏi rất là hay, thỉnh thoảng chị cũng ứng dụng vào trong cái việc tuyển dụng của chị. Vâng, rất hay chị ạ. Khi mà chúng ta bắt đầu từ tuổi trẻ đúng không?
thì chúng ta có sự nhiệt huyết này, chúng ta có một cái niềm tin rất là lớn vào sự thành công và tương lai của mình. Nhưng bên cạnh đó thì sẽ đi kèm với việc là mình hay mắc phải những cái sai lầm gọi là rookie mistake, tức là sai lầm của những người mới bắt đầu, những người trẻ, đúng không? Thì Phương Anh có thể kể cho mọi người một cái sai lầm nào đấy mà em đã đưa ra mà em cảm thấy là hối hận về nó, nhưng mà em đã rút được bài học rất là lớn về nó. Dạ vâng, thì thật ra thì ngay buổi sáng ngày hôm nay em cũng vừa trò chuyện với chị Tô Hồng Trang, là phó tổng của DigiWorld. Chị Trang là mentor của bên em về cái chủ đề này. Thì chị Trang có một cái quan điểm rất là hay và em cũng rất là đồng ý, đó chính là trong công việc, trong cái quá trình mình kinh doanh ấy, thì không có sai hoặc đúng, mà chỉ có cách tiếp cận nào work hoặc là không work thôi. Thì khi mà mình tiếp cận vấn đề ở khía cạnh là sai hoặc đúng thì nó sẽ rất là nặng nề và làm chùn bước cái sự thử những cái mới của nhân sự. Tại vì bản chất là con người là mình sẽ sợ sai. Do đó là khi mà mình tiếp cận ở cái khía cạnh này thì nó sẽ làm cho nhân sự không dám thử những cái mới. Nên là thường là em sẽ tiếp cận theo cái hướng là mình làm theo hướng này mà nó không work thì mình sẽ thử sang hướng khác, thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều và đơn giản, và đối với em thì nó cũng work hơn rất là nhiều so với cách kia. Thế nên là nếu mà hỏi về cái quyết định sai thì thực ra thì em cũng không biết được là cái nào gọi là quyết định sai, nhưng mà có thể là quyết định không work, quyết định không hiệu quả, đúng không? Không work đúng không ạ? Vâng, không work thì hiện tại là hiện ở đối với Open Commerce thì đang thử ba thị trường chính, đó chính là thị trường Việt Nam này, thị trường Trung Quốc này và thị trường US. Thì hiện tại cái thị trường US là cái thị trường mà bọn em đang chưa thấy work nhất. Cái chính mà bọn em cảm thấy là chưa work, tại vì sản phẩm nó chưa product market fit với thị trường. Thì cái mà bọn em làm sẽ phải làm theo để bọn em tìm ra cái product market fit với thị trường trước, rồi mới em mới scale. Thế nhưng mà cái sai của em, mặc dù là đã làm rất nhiều sản phẩm rồi, nhưng mà cái sai của em nó chính là chưa tìm ra cái điểm product market fit, mà mình đã đầu tư quá nhiều vào phần marketing cho thị trường US chỉ vì mình nghĩ là sản phẩm nó đã work cho thị trường khác rồi. Wow, đây là một bài học rất là lớn. Product market fit là một khái niệm mà ở mỗi một thị trường nó sẽ có những sự biến động khác nhau, và ngay cả trong một thị trường khi mà em scale lên, em mở rộng quy mô thì cái sản phẩm nó cũng phải evolve, tức là nó phải tiến hóa để mà có thể reach được tới cái mức độ tiếp theo của product market fit với một cái thị trường lớn hơn, đúng không? Thế thì bây giờ chị hỏi một câu hỏi hơi cá nhân một chút xíu với Phương Anh. Chị thấy khi mà mọi người làm founder của một doanh nghiệp startup, hoặc nhất một doanh nghiệp startup mà phát triển nhanh ấy, thì thường họ sẽ phải đối diện với rất nhiều những thử thách, và mình cũng là con người, đôi khi mình cũng không phải lúc nào có thể tích cực được, đúng không? Mặc dù là mình đã làm tất cả những thứ tốt đẹp nhất để mà mình có thể giữ được cái tinh thần tích cực đấy. Thì chị hỏi khó Phương một chút xíu, đó là lần gần nhất mà Phương Anh cảm thấy mình muốn bỏ cuộc là khi nào, và bối cảnh của cảm xúc đó là gì, và tại sao Phương Anh vẫn tiếp tục? Vâng, thì đối với bản thân em thì em chưa đến cái giai đoạn là bỏ cuộc hoàn toàn, vì bản thân em là một người là rất thích làm việc, nhưng mà cảm thấy mệt thì đúng là có chị ạ. Thì như chị biết thì business thì lúc nào cũng sẽ có cái vấn đề này vấn đề kia, không bao giờ hết cả. Thuyền nhỏ sóng nhỏ, mà thuyền to thì sóng to. Và bản thân em 10 năm qua thì lúc nào cũng là làm việc, nên là đôi lúc cảm thấy cũng bị burnout. Thì những lúc đấy thì em sẽ là tạm tắt bản thân đi vài ngày bằng cách là em đi du lịch, và sau khi mà được sạc pin thì em lại sẵn sàng tiếp tục. Còn vì sao em vẫn tiếp tục cho đến cái thời điểm này thì nó lại quay trở về cái nguyên nhân là vì sao mình bắt đầu. Thì đấy là em muốn tạo ra giá trị cho xã hội và cho cộng đồng, và giá trị của Open Commerce là empower e-commerce brands to launch, grow and succeed, tức là bọn em muốn hỗ trợ doanh nghiệp thương mại điện tử bắt đầu phát triển và mở rộng quy mô kinh doanh vươn xa toàn cầu. Thì đấy là cái lý do vì sao em bắt đầu, và lý do vì sao em vẫn tiếp tục cho đến thời điểm này ạ. Cảm ơn Phương Anh đã chia sẻ. Và với tinh thần như vậy, chị nghĩ là Open Commerce sẽ trở thành một doanh nghiệp mà có sự phát triển và tăng trưởng và thành công trên toàn cầu. Và đi kèm với sự phát triển và tăng trưởng và thành công đấy sẽ kéo theo có khi là cả trăm ngàn, cả triệu những doanh nghiệp nhỏ, những người khởi nghiệp nhỏ cùng với mô hình kinh doanh của em. Rất là tự hào khi biết tới một startup giống như Open Commerce đang làm những điều thực sự thú vị và những điều lớn lao như vậy. Và phần tiếp theo của chương trình hôm nay thì chị đang hỏi em những câu hỏi mà mang tính chất nghiêm túc nữa. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái vòng câu hỏi nhanh và vui. Em tưởng tượng giống những câu hỏi dành cho các bạn ở trên TikTok thì rất là nhanh và vui thôi, trong vòng 60 giây. Thế cái vòng câu hỏi này sẽ gọi là vòng lightning round.
đây là một cái format mới của Vietnam Innovator Season 2 để mọi người có thể biết nhiều hơn về khách mời của mình. Câu hỏi đầu tiên cho Phương Anh ở vòng lightning question đó là: bạn thích điều gì nhất về công việc của mình? À, đó chính là luôn đổi mới, luôn có cái mới để học, để phát triển bản thân ạ. Điều bạn không thích nhất trong công việc của mình nhưng vì trách nhiệm bạn vẫn phải làm? Tạm thời thì em chưa nghĩ ra, vì những gì mà em không thích thì chắc chắn là em sẽ tìm cách để thay đổi nó. Và may mắn là ở cái vị trí của em thì em có thể chủ động là được làm điều đấy ạ. Nếu Phương Anh có một sức mạnh siêu nhiên thì Phương Anh sẽ chọn sức mạnh nào và tại sao? Nếu mà trước đây thì em là một người rất thích du lịch, khám phá những cái vùng đất mới. Trước đây thì em sẽ chọn khả năng là teleport, có thể đi đến bất kỳ đâu em muốn chỉ trong vòng một nốt nhạc. Nhưng mà từ khi em nhận ra là mình đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi với ai, thì em đã thay đổi. Và tại vì chỉ mình có khả năng teleport đi một mình thì rất là chán. Bây giờ thì em chọn khả năng có thể nói được mọi thứ tiếng trên thế giới một cách lưu loát. Tại vì em nghĩ là bản chất mọi công việc trên thế giới này hoạt động mà đều là do sự kết nối, giao tiếp giữa con người với con người. Do vì đấy là em thấy là sở hữu được cái siêu năng lực này thì mọi thứ đều sẽ rất là thuận lợi, từ công việc cho đến du lịch, học hỏi thêm những cái thứ mới, tiếp cận những cái cơ hội mới. Nghĩ thôi mà em đã thấy rất thích rồi. Và lời khuyên hay nhất mà Phương Anh mới nhận được gần đây? Lời khuyên mà em hay nhất mà em nhận được gần đây đó chính là tập trung vào những cái gì mình kiểm soát được. Tại vì như chị biết thì tình hình dịch bệnh gần đây khá là phức tạp, thì những thứ như là kiểu dịch bệnh, thiên tai, suy thoái kinh tế là những cái mà mình không thể kiểm soát được, hay gần gũi hơn là mình cũng không thể kiểm soát hay thay đổi người khác. Thì do đó là em tập trung vào bản thân và những gì mình kiểm soát được. Thì em nhận ra là mọi thứ đều có thể được phân tích, break down thành những cái yếu tố, xem là vấn đề nằm ở đâu, đưa ra giải pháp. Thì khi mà gặp vấn đề thì em sẽ bóc tách ra xem phần nào mình có thể kiểm soát được, phần nào mình không thể kiểm soát được, và mình chỉ tập trung vào những cái mà mình kiểm soát được thôi. Mình đưa ra các cái giả định từ tình huống tươi sáng nhất cho cái tình huống tệ nhất, và mỗi cái giả định đấy thì mong muốn của mình là gì, cách giải quyết của mình như thế nào. Thì em đã từng nghe ở đâu đó nói là the secret to happiness is low expectations, tức là cái bí mật của hạnh phúc chính là đừng có hy vọng, kỳ vọng nhiều. Thì em cũng đã từng thấy nó đúng, nhưng mà giờ thì em nghĩ là không phải, mà mình hoàn toàn có thể là aim high, expect high, nhưng mà mình cũng không sợ nếu như mà mọi thứ xảy ra không như mình mong muốn, tại vì mình đã chuẩn bị sẵn cái tâm lý và cái cách giải quyết cho mọi tình huống rồi. Thì đấy là cái lời khuyên mà em cảm thấy hay nhất gần đây em được nhận. Cuốn sách để đầu giường của Phương Anh là gì? Cuốn sách để đầu giường của em chính là The Hard Thing About Hard Things. Không biết là chị có đã nghe đến có rồi đúng không? Đây là một trong những cuốn sách yêu thích của chị. Dạ vâng. Thì em nghĩ đây là một cái how to guide dành cho các founders, CXO hoặc là các leaders, hướng dẫn xử lý từ A đến Z các cái cách tình huống như thế nào khi mà công ty gặp khó khăn. Thì đây là một cái quyển mà em rất thích. Vậy thế ai là người ảnh hưởng nhiều nhất tới Phương Anh? Em nghĩ là mẹ em. Thì càng lớn thì em càng nhận ra là mình có nhiều những cái tính cách và những cái cách suy nghĩ chịu ảnh hưởng từ mẹ. Sự độc lập là một ví dụ ạ. Niềm vui tội lỗi của Phương Anh là gì? Tức là một cái gì đó, ví dụ như là xem phim hết cả cuối tuần hay là ăn vặt gì đó chẳng hạn, thì niềm vui tội lỗi của Phương Anh là gì? Niềm vui tội lỗi của em chính là lướt mạng xã hội chị ạ. Chính như thế à? Đây là niềm vui chung của tất cả mọi người, ai cũng cảm thấy tội lỗi nhưng ai cũng cảm thấy vui khi làm điều đó. Thì em thấy cái mạng xã hội thì có mặt tốt là kết nối được mọi người với nhau, chia sẻ thông tin rất là nhanh. Tuy nhiên là cái mặt chưa tốt là cũng do có rất nhiều những cái thông tin rác, nên là dần gần đây thì em cũng hạn chế sử dụng mạng xã hội để mà đỡ tốn thời gian và tập trung vào những cái nguồn năng lượng nó tích cực hơn. Phương Anh là cú đêm hay là chim dậy sớm? Trước đây thì em là cú đêm, nhưng mà bây giờ thì em đang cố gắng trở thành chim dậy sớm. Tại vì em thấy là khi mình trở thành chim sớm mới đầu óc mình minh mẫn và mình làm được rất nhiều điều việc chị ạ. Điều gì truyền cảm hứng nhiều nhất cho Phương Anh trong công việc hay trong cuộc sống? Trong cuộc sống thì em được truyền cảm hứng rất nhiều bởi những người giỏi. Thì em cảm thấy là mình được sạc năng lượng rất nhiều mỗi khi mình được gặp, được nói chuyện với những người giỏi. Ví dụ như là hôm nay em được nói chuyện với chị Ruby chẳng hạn. Thì và điều thú vị nhất khi là em có thể gặp được rất nhiều những cái người giỏi ngay xung quanh em. Và ai mình cũng sẽ có thể học được một cái điều gì đó. Đôi khi là em còn được truyền cảm hứng sau một cái buổi phỏng vấn với một bạn ứng viên rất là tiềm năng, hay là chính nhân viên của em cũng đôi khi là cũng truyền cảm hứng cho em nữa. Hoặc là khi mà xem một bộ phim hay thì em cũng học hỏi được tác cực từ các nhân vật, chứ không cần phải là quá giỏi, quá cao siêu mà mình không thể với tới thì mới là những người truyền cảm hứng cho mình. Thì người giỏi luôn ở quanh ta, nên là bản thân em cảm thấy rất là may mắn khi được một sống trong một cái môi trường mà nhiều người giỏi, rất là nhiều cảm hứng như vậy ạ. Chị cũng giống như em, chị được truyền cảm hứng rất nhiều bởi những người giỏi, đặc biệt là những bạn trẻ mà mình làm việc cùng tại Vietcetera hiện tại.
Và câu hỏi cuối cùng cho Phương Anh trong vòng lightning round này đó là nếu như một ngày nào đó Phương Anh không còn làm open commerce nữa thì Phương Anh sẽ làm gì? nếu như một ngày nào đó không còn làm công việc này nữa thì em có một cái ước mơ nho nhỏ, đó chính là được truyền cảm hứng cho phụ nữ để họ dám là chính mình hơn, chủ động để có một cuộc sống hạnh phúc cho bản thân hơn. Thì do đó là nếu như mà con không còn làm công việc này nữa thì em nghĩ là em sẽ trau dồi bản thân hơn với tư cách là một người phụ nữ, làm thế nào để có thể hiểu được hoàn cảnh và góc nhìn của nhiều phụ nữ trong xã hội hơn. Từ đó thì em có thể lan tỏa cái thông điệp về việc chủ động xây dựng cuộc sống hạnh phúc bằng chính những cái tư duy và năng lực của mình đến cho nhiều chị em hơn ạ. Về phần này thì chị và em cũng khá là giống nhau. Chị cũng đang làm cái việc đó rồi. High five chị. Ở cái góc độ high five làm ở góc độ nhỏ, những gì mình có thể làm được thôi. Hiện tại thì chị cũng đang đang hỗ trợ và dẫn dắt một số những bạn female founder, những bạn khởi nghiệp ở giai đoạn rất là sớm mà là female founder, và họ gặp những cái thử thách, một số những thử thách nhất định mà nó liên quan tới là việc làm phụ nữ. Mà thực ra thì nó cũng là những thử thách chung của tất cả những người làm founder của startup. Và một số những hoạt động nhỏ khác đó mình tự làm ở trong công việc của mình thì mình cũng sẽ tìm cách để mình empower, mình tạo ra cái môi trường làm việc tốt hơn cho tất cả các bạn trong team mình, và đặc biệt là những bạn nữ mà chưa có được sự tự tin trong sự nghiệp của mình. Dạ vâng. Thì chúng ta có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn về việc này. Vâng, sau ok chị. Thế cảm ơn Phương Anh đã dành thời gian cho chương trình Vietnam Innovators. Rất là vinh hạnh và vô cùng vui có em tham dự vào chương trình Season 2, một trong những khách mời đầu tiên của Season 2. Và chúc Phương Anh và Open Commerce sẽ luôn luôn thành công. Và chị nghĩ là khán giả của Vietnam Innovator sẽ tiếp tục theo dõi em và theo dõi những thành công tiếp theo của Open Commerce. Dạ vâng, em rất cảm ơn chị cũng như là team Vietcetera đã mời em tham gia buổi chia sẻ ngày hôm nay. Em rất là vui và cũng cảm thấy là học hỏi được rất nhiều từ team ạ. Chúc chị và mọi người luôn thành công và mọi người stay safe để mà mình có thể là vững vàng vượt qua đại dịch ạ. Thank you em. Dạ, cảm ơn chị. Các bạn có thể nghe bản đầy đủ của podcast này tại playlist Vietnam Innovators phiên bản tiếng Việt trên kênh Spotify và Apple Podcast. Đừng quên nhấn subscribe các kênh của Vietcetera để nghe thêm về câu chuyện của những nhà đổi mới. Hello, các fan cứng của Vietcetera. Bạn sẽ mất danh hiệu fan cứng nếu như bạn chưa tải app Vietcetera về điện thoại. Hiện Vietcetera đã có bản iOS và các kỹ sư nhà mình đang tiếp tục phát triển bản Android để cho lên kệ Play Store trong thời gian sớm nhất. Hãy lên App Store và tải Vietcetera về máy ngay hôm nay!